lần này mình làm cái series Phạm Khánh Hưng Related Smith thì cái tâm thế của Hưng trong lần thứ hai này thì nó khác với lần đầu tiên như thế nào? Lần đầu tiên khi mà làm Critical Hit Bomb 1 là đã rất là gấp, là vì Hưng phải ở Mỹ và bên đây chị quản lý, chị set up hết everything với lại đạo diễn rồi stylist, nói chung là everything. Thì khi mà Hưng về thì chỉ có một khoảng thời gian ít thôi để mà phải thu âm và phải đem cái bản mộc đi thu, chứ còn không được lấy master đi thu nữa. Thì lần này nó lại gấp, còn gấp đôi hơn nữa là vì Hưng quá dành quá nhiều thời gian cho cái game show, cho nên vào cái game show nó đã chiếm rất là nhiều sức lực, cho nên là cứ bệnh lên bệnh xuống mà không thể thu sớm được. Và cuối cùng là Hưng phải làm phát hành cái album này trong cái tâm thế là rất gấp, lúc nào cũng gấp. Ngoại trừ về cái deadline ấy, thì cái tâm thế khi mình ra một cái sản phẩm tiếp theo, về cái sự quen thuộc của thị trường âm nhạc, về cái guồng quay cũng như là dòng nhạc á, những cái nó mang cái yếu tố thị trường và cái sự thích nghi của mình á, thì nó khác nhau như thế nào? Cái lúc mà Hưng làm cái album Vol 2 này thì Hưng không nghĩ về cái điều đó nhiều, là vì những cái bài hát của Hưng mà Hưng đã chọn cho cái Vol 2 là những cái bài mà các bạn đã biết rồi, khán giả của Hưng đã biết rồi. Cái quan trọng của Hưng là bây giờ Hưng có muốn lấy khán giả mới hay không và có lấy được hay không, nó là một cái chuyện mà mình phải suy nghĩ, chứ không phải là mình muốn mình sẽ được. Tại vì khán giả mới họ, nếu mà họ nghe nhạc trẻ thì họ chọn ca sĩ trẻ hơn. Và bây giờ những cái bài này nó thuộc về gọi là di sản của Hưng. Hưng làm lại với một cái tâm lý là mình muốn làm cho bài của mình hay và mới hơn. Bởi vì sau 20 năm thì chắc chắn là âm thanh phòng thu hay hơn, sẽ quay được đẹp hơn. Và YouTube của Hưng cũng là mới, một cái kênh mới xây lại, cho nên là Hưng cần nhiều bài hơn. Cho nên là cái album Vol 2 ra thời điểm này là một cái điều hợp lý. Và Hưng cũng muốn, Hưng cũng có một cái tham vọng là Hưng có thể làm lại 100 bài hát của mình, tất cả đều làm lại từ và quay lại hết, thu và quay lại hết. Và 6 cái bài hát trong cái mùa 2 này á, là cái vị trí cũng như là cái cách mình chọn lựa nó là như thế nào, cái tiêu chí nào để chọn 6 cái bài này? Cái tiêu chí là Hưng cũng chọn là album 1 rồi, Hưng đã chọn 6 bài được khán giả yêu thích cũng nhất nhì. Và trong cái album 2 này đáng lẽ là sẽ có chắc anh có yêu em, rồi có những cái song ca nam nữ, nhưng mà tới bây giờ Hưng vẫn chưa tìm được một đội may trắng thay thế, cho nên là Hưng sẽ để cho anh có yêu em sang thành Vol 3. Cái Vol 2 này Hưng chọn những cái bài hát cũng được rất là nhiều người biết đến và Hưng cũng rất là thích. Thường là có những cái bài chọn là chủ đề album không rồi. Và ba khách mời của kỳ này là Hưng chọn là em Khải Đăng, Hà Hakuta và rapper Nicole. Hưng đang tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì cũng được cái sự chú ý nhất định từ mọi người. Và cho dù mình có khép kín tới cỡ nào thì chắc chắn trong cái quá trình mình làm việc đó, mình cũng sẽ quen với không ít người. Thế thì tại sao chỉ có một mình Nicole là trong chương trình đó mình mời, còn hai khách mời còn lại là từ bên ngoài? Tức là do cái mối quan hệ thân thiết hay là ở trong chung gai mình không đủ thân thiết để mình mời cả ba người chẳng hạn? Thật ra là hai khách mời mà Hưng chọn là Khải Đăng và Hà Hakuta là Hưng đã chọn trước khi Hưng thi game show. Khi mà lên cái list và chọn những người mà để cùng mình song ca. Còn một cái rapper vẫn là với Hưng vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Cho nên là Hưng có chọn tới chọn lưu và Hưng không biết là ai sẽ rap được trên nền ballad. Thì khi mà Hưng vào, Hưng biết được Nicole từ trước, nhưng mà Hưng lại quên đi, là vì Hưng không có tiếp xúc với ẻm. Cho đến lúc mà Hưng vô Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Hưng gặp ẻm thì mới nhớ là thì ra đây là cái nhân tố mà mình đi tìm bữa giờ mình quên. Thì đó, vì khi mà vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì Hưng mới đã tiếp xúc với Nicole lần đầu tiên, thì thấy ảnh ẻm nói chuyện với mình cũng rất là hợp, mặc dù là ẻm được mang tiếng là đại nhất mỏ hổ ở trong chương trình, nhưng mà thấy ẻm cũng lễ phép và khi mà mình ngỏ ý là muốn mời em vô cái bài đó thì em trả lời là em say yes này. Có một cái lý do gì khiến mà mình quyết định là không mời bạn nữ nào làm khách mời? Thì cũng như nãy Hưng nói, đáng lẽ là trong Vol 2 này có nữ, nhưng mà Hưng chưa tìm được cái nhân tố nào để mà thay thế cho nhóm mây trắng. Tại vì cái bài đó là cái bài rất là ý nghĩa với Hưng, và cái bài đó bài đầu tiên Hưng bước chân lên sân khấu, nó là ý nghĩa cả cuộc đời của Hưng lận, và Hưng vẫn chưa thấy là cái nhân tố nào có thể hát tam ca vào điều đó. Còn về nhân tố nữ thì là nếu mà tình là thế, và thì Hưng mới vừa
quay với chị Thảo cuối năm ngoái, cho nên là nhân tố nữ Hưng đã có chứ không phải là không có, cho nên là thôi cứ tạm hoãn để bên ba làm cũng được. Thì vấn đề là 6 bài này á, theo Hưng là ví dụ như 6 bài mình chọn nè, có cái tất cả các 6 bài này không không có phù hợp với nữ, tức là trong 6 bài này ít ra đúng mình rồi. Vẫn có thể chọn được người khác nữ chứ. Có một bài là Mơ Một Hạnh Phúc, nhưng mà đó là bài đó Hưng viết cho nữ chứ không phải là thông ca với nữ, cho nên là khi mà Hưng hát bài này ở trong cái album Britain Hits 1-2 này, Hưng sẽ đóng vai nữ luôn, là đóng vai cái người mà Hưng đầu tiên Hưng đặt bút viết cho một người nữ và cái tâm lý của người nữ. Thì đợt bây giờ Hưng sẽ hát về cái tâm lý đó luôn chứ không phải đóng vai nam, tại vì Hưng nghĩ là người nam sẽ không bao giờ đi 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 mơ một hạnh phúc từ người phụ nữ. Người nam phải là người tạo ra phụ nữ cho người người nam phải là người tạo ra hạnh phúc cho phụ nữ. Mơ Một Hạnh Phúc thì Hiền Thục thể hiện rất là thành công, mà tại sao Hưng không mời Thục song ca cho nó thú vị? Thục nếu mà song ca Mơ Một Hạnh Phúc thì nó lại hai người mà mơ một hạnh phúc, thì Hưng nghĩ là cái ý nghĩa của bài hát nó không còn như lúc đầu nữa. Và Thục đã quá thành công với Mơ Một Hạnh Phúc rồi, không lẽ bây giờ Thục lại quay lại hát Mơ Một Hạnh Phúc nữa? Thì điều đó chị Thảo đã mới làm vừa rồi rồi, cho nên là nếu mà Thục quay lại nữa thì nó không có cái gì gọi là đặc sắc, không có gì bất ngờ hết, cho nên là Hưng sẽ mời Thục vào một quân khác quân sau. Thế là KPI của cái mùa thứ hai này là gì? KPI của mùa thứ hai này đầu tiên là Facebook YouTube của Hưng phải được thêm video. Cái thứ hai là mình có thêm nhiều video mới cho khán giả cũ của mình. Vì lúc trước thực sự là Hưng đã rất ít làm VCD, DVD. Nói chung là về phần hình ảnh Hưng đã rất yếu. Vì ngay lúc đó Hưng có nghĩ là mình viết ra bài nào thắng bài đó rồi, mình tại sao mình phải làm thêm video nữa. Và sau này thì xã hội đã, cái thị trường đã đổi khác, cần hình ảnh rất là nhiều, cho nên là Hưng bây giờ Hưng đang cần thật nhiều, kênh YouTube của Hưng cần thật nhiều hình ảnh để quảng bá. Và cho tới bây giờ thật sự là Hưng đã về Việt Nam đúng một năm rồi, Hưng cũng đã họp báo, cũng đã ra bài mới, nhưng mà khi Hưng đi diễn ở các chỗ các nơi thì fan hâm mộ của mình, các bạn vẫn hỏi là anh ơi sao lâu quá anh không ra bài mới. Ủa, có nghĩa là bạn không biết gì về kênh YouTube của tôi, bạn không biết gì về cái họp báo của tôi, và bạn cũng không biết là tôi đã trở về Việt Nam rồi. Có nghĩa là Hưng cần phải quảng bá nhiều hơn nữa. Và album Vol 2 là một trong những cái bước tiến đầu tiên mà Hưng phải làm cho cái sự quảng bá hình ảnh và cái sự thông báo cho mọi người là Hưng đã có phát. Như vậy thì Hưng đánh giá là cái Greatest Hits mùa đầu tiên cũng như là một cái MV solo Hưng hát nhạc của người khác, và kể cả cái phần song ca với Thảo hay là cái phần mà bài mới của chính Hưng sáng tác đó, Hưng đánh giá là một năm qua mình hoạt động chưa có hiệu quả và mình chưa hài lòng lắm, đúng không? Có thể nói như này là mình đã đi con đường rất là an toàn. Mình đi báo chí, mình đi họp báo, mình đi tất cả những cái điều mà mình cần phải làm hết rồi. Nhưng mà có thể là bây giờ mọi người đã hướng cái sự chú ý qua một cái nền tảng khác. Họ sẽ không còn đọc báo nhiều nữa, họ sẽ không còn xem YouTube nhiều nữa, họ xem những cái gì nó ngắn hơn và nó màu sắc hơn. Họ không còn đủ thời gian để ngồi xem những cái gì nó dài dòng. Cho nên là nền tảng bây giờ là Hưng cần phải, hiện tại thì Hưng suy nghĩ là Hưng cần phải quan tâm nhiều hơn về TikTok. Cho nên là, và khán giả mới hoặc là, và ngay cả khán giả, Hưng nghĩ là khán giả cũ bây giờ họ cũng đổ sang TikTok nhiều, nhiều hơn là Facebook and YouTube. Hưng có kỳ vọng gì về cái việc mà Sức Nóng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nó sẽ hỗ trợ cho cái đợt ra mắt lần này của mình không? Dạ, cái đó là phải nói là rất kỳ vọng luôn, là vì không có cách nào, Hưng không có cách nào PR cho bản thân mình hay bằng lên một cái chương trình lớn, quy mô và chuyên nghiệp đến như vậy. Được lên chương trình này là một cơ hội rất là lớn để mà thông báo với cả mọi người, và chương trình đang làm điều đó cho Hưng khi mà cái vòng solo đầu tiên để giới thiệu Who Am I, Tôi Là Ai, thì Hưng đã hát lại hai cái bài Không Cần Phải Hứa Đâu Em và Biết Làm Sao Quên Em, thì là Hưng được rất là nhiều người nhận ra là à, anh Hưng quay về Việt Nam thi nè, trong khi mình công bác cả năm rồi mà cũng nói anh ơi công bác lại luôn nha. Có nghĩa là bây giờ đã có thêm rất nhiều người follow Facebook, đã có thêm rất là nhiều người biết là Hưng đã về, cho nên được tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một điều rất là may mắn đối với Hưng, và
Hưng biết ơn về điều đó. Một câu nữa là mọi người có vẻ vẫn thích Hưng với những cái bài hát cũ rất là nhiều, những cái cũ rất là nhiều. Như vậy thì Hưng có ra sản phẩm mới hay không, hay là chỉ làm những cái series như thế này? Hưng đã loay hoay gần một năm trời cho bài mới, và Hưng cố gắng viết làm sao cho nó hợp thời. Theo Hưng nghĩ, riêng Hưng nghĩ là hợp thời. Thì các bạn có chuyên môn lại nói với Hưng là anh phải sẽ vẫn chỉ làm những cái gì mà anh giỏi nhất, thì điều đó là điều anh hay nhất, anh hãy cứ trung thành với bản thân mình thì anh sẽ có sản phẩm mà anh yêu ưng ý nhất. Còn bây giờ anh bắt đầu lại những cái công việc thật là mới, những cái điều thật là mới mẻ, mà trong khi đó anh chỉ là người beginning, là những người mới bắt đầu newbie như vậy, thì anh có cảm thấy là anh đã bắt đầu quá trễ hay không? Và nếu mà anh cứ đi như vậy rồi, thì nếu mà người ta muốn nghe nhạc mới thì người ta sẽ tìm thấy những người mới, chứ tìm tới anh làm gì? Thì đâu, tất cả những ý kiến của các bạn Hưng đều đem về suy ngẫm và rút ra cho mình là những cái kinh nghiệm. Và sắp tới Hưng nghĩ là Hưng sẽ vẫn đi hai đường, sẽ vẫn viết nhạc mà mình muốn, và vẫn tìm tòi để ra những bài, những cái kiểu mới. Tại vì Hưng tin là với sự kiên trì và sự chỉ cần mình muốn thôi, mình sẽ làm được. Chẳng qua là mình muốn nó bao nhiêu, chứ còn nếu mà mình thực sự muốn và thực sự khao khát để làm thì chắc chắn mình cũng sẽ chạm tới cái mục đích của mình thôi. Vậy bây giờ Hưng nói gì để mọi người có thể follow và ủng hộ sản phẩm mới của mình? Đầu tiên là đầu tiên có thể là cái video này sẽ chiếu khi mà chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai song song với nó, cho nên là đầu tiên là Hưng mong những người đã đang xem video này vote cho Hưng cho chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai để Hưng ở lại được càng lâu càng tốt. Cái thứ hai là khi mà đã yêu thương, yêu mến Phạm Kinh Hưng, đã yêu mến rồi hoặc là bây giờ mới biết Phạm Kinh Hưng, thì mong quý vị là cho Hưng cái cảm giác được ủng hộ. Để vì Hưng đã 15 năm không làm nghề ở Việt Nam, bây giờ trở lại Hưng cần, rất cần sự ủng hộ của mọi người. Đó là một cái động lực, đó là một cái điều mà cảm thấy là mình đang làm đúng, mình đang đi đúng đường và mình nên làm tiếp. Cho nên là Hưng sợ mình bị hoang mang á, tại vì cũng đã ra hai sản phẩm rồi mà cảm thấy nó không được như ý á, cho nên là mình cũng sợ. Cho nên là nếu đã yêu thương Hưng thì xin hãy cứ tiếp tục yêu thương và tiếp tục ủng hộ Phạm Kinh Hưng.